Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luận đoán tử vi chọn đời tuổi Bính Tý sinh năm 1996 năm mạng. Bính Tý cuộc sống có nhiều thử thách nhưng không khiến họ phiền lòng, mà ngược lại chính điều đó thúc đẩy sự cố gắng và vươn lên trong cuộc sống của họ. Và trong tình duyên thì những người này khá là may mắn và có nhiều mối lương duyên tốt đẹp. Và ngay sau đây để quý vị có thể hiểu thêm bản mệnh tuổi này ở các phương diện khác cũng như là các giai đoạn trong cuộc đời cụ thể hơn thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những phân tích tử vi chuyên sâu sau đây. Xin mời! Gia chủ Bính Tý sinh năm 1996 năm mạng có cung mệnh thuộc cung Cấn, Trực Thành, mạng Giản Hạ Thủy, nước dưới khe, khắc thiên thượng hỏa, con nhà Hắc Đế cô quạnh, xương con chuột, tướng tinh con rắn, cậu tài cậu quý độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời năm mạng Bính Tý qua bài thơ sau. Luận xem số mạng tuổi này, Bính Tý mạng thủy, nước đầy tràn sông. Trai mà sinh đặng thu đông, như cây gặp nước, như rồng gặp mây. Bính Tý tánh ở hiền lành, có tiền ai hỏi cũng trao đưa liền. Ăn ở phản phúc tự nhiên, đổi thời không khả, nghịch liền tự nhiên. Một thân thất ý đủ điều, nửa lành nửa dữ bao nhiêu chưa đành. Tới hồi vận giữa hiển vinh, căn nguyên tất phát môn đình đổi thay. Tuổi già vận đến càng hay, vinh hoa phú quý vàng son cửa nhà. Tổng quan, nam tuổi Bính Tý tính cách có phần hướng ngoại, ưa thích mạo hiểm và khám phá. Cuộc sống có khá nhiều sự thay đổi, cuộc đời trải qua nhiều sóng gió, khó có được lúc bình yên. Năm Bính Tý chú trọng vào sự nghiệp danh tiếng hơn chuyện tình cảm yêu đương. Thời còn trẻ đa phần họ dành nhiều thời gian để thử thách với những công việc khác nhau, tạo dựng sự nghiệp. Bước sang tuổi 28 chính là thời điểm thuận lợi, phát triển nhất trong cuộc đời của những người này. Tóm lại, Bính Tý cuộc sống có nhiều thử thách nhưng không khiến họ phiền lòng, mà ngược lại chính điều đó thúc đẩy sự cố gắng và vươn lên trong cuộc sống. Trong tình duyên, những người này khá may mắn và có nhiều mối lương duyên tốt đẹp. Nam Bính Tý hưởng thọ trung bình từ 72 đến 84 tuổi. Nếu ăn ở có phúc, sống chân thành, làm nhiều việc thiện sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên sinh vào các tháng 1 và 7, tình duyên của Nam Bính Tý trải qua nhiều khó khăn thử thách mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Những người này nhân duyên thường đến khá muộn, những mối tình khi còn trẻ, khó đi hết đến kết quả cuối cùng. Phải đến sự nghiệp vững vàng, công ăn việc làm ổn định thì nhân duyên mới tới. Cuộc sống sau kết hôn khá hạnh phúc, may mắn về vấn đề tài chính. Sinh vào các tháng 2, 3, 4, 8 và 9, trong tình duyên Bính Tý có thể gặp phải nhiều điều không thuận lợi. Sau kết hôn mắc phải những vấn đề liên quan tới tài chính, cuộc sống có nhiều khó khăn. Muốn giải quyết tốt tình trạng hiện tại thì họ cần phải cố gắng hơn nữa trong công việc, ngoài ra cũng nên dành nhiều thời gian hơn để phát triển tình cảm gia đình. Gia đạo công danh, trong cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Lúc nhỏ họ nhận được khá nhiều tình thương, sự chăm sóc chu đáo cẩn thận từ những người xung quanh, đời sống khá giả, không phải lo lắng nhiều tới những vấn đề của cuộc sống. Bính Tý là những người khá đề cao trong công việc lẫn sự nghiệp. Họ có năng lực làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm nên dễ dàng có một chỗ đứng vững chắc. Những người này được nhiều tín nhiệm, sự nghiệp của Bính Tý thành công khá nhanh chóng, càng về sau càng phát triển, có tài vận, tiền tài. Tuổi hợp làm ăn, nếu có ý định hợp tác làm ăn với một ai đó thì Bính Tý nên cân nhắc nhiều hơn tới những người sau đây, đó là Bính Tý tuổi Tân Tỵ, tuổi Nhâm Ngọ và Ất Dậu. Hợp tác với những người này sẽ đem đến nhiều tài lộc, sự may mắn thành công cho những công việc chung, đạt được kết quả tốt đẹp, không sợ sự thất bại. Bên cạnh đó, để làm được việc, nam mạng tuổi Tý có thể chủ động chiêu cầu quý nhân và thu hút tài lộc cho mình bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tay tam hợp, thân Tý Thìn. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ, có khắc hình linh vật thân Tý Thìn mang năng lượng hội tụ, chiêu đón tiền tài, vượng khí cho thân chủ. Đồng thời sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, giúp bản mệnh dễ dàng có được sự giúp đỡ của người khác trên con đường tiến thân. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long thân Tý Thìn cũng cần phải được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với một trong số các tuổi Bính Tý, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Ất Dậu, cuộc sống hôn nhân của Bính Tý sẽ có nhiều điều hay đẹp.
trong hôn nhân gia đình có nhiều niềm vui, sau kết hôn tạo dựng được một sự nghiệp vững chắc và gặp nhiều may mắn về công danh lẫn sự nghiệp. Nếu cố gắng làm ăn, tập trung hơn nữa vào công việc thì một cuộc sống đầm ấm, giàu sang, sung túc là một điều rất dễ đạt được. Những tuổi này sẽ giúp Bính Tý phát triển được con đường danh vọng của bản thân. Kết hôn với một trong số các tuổi Giáp Thìn, Mậu Dần thì cuộc sống ban đầu sẽ có khá nhiều những điều cản trở. Sau kết hôn, tình cảm tốt đẹp, hai vợ chồng thắm thiết hòa thuận nhưng lại không được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp và tiền tài. Nếu muốn cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn nữa thì ngoài việc chăm chỉ làm việc, tạo lập sự nghiệp thì cũng nên dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc gia đình và con cái. Kết hôn với một trong số các tuổi Mậu Thìn, Giáp Tuất, Canh Thìn thì trong cuộc sống Bính Tý sẽ phải có rất nhiều những cố gắng thì mới đem đến hạnh phúc cho gia đình và bản thân. Trong cuộc sống đôi khi gặp phải những chuyện buồn phiền, Bính Tý cần phải học cách quan tâm chăm sóc vợ và con cái. Có những năm mà Bính Tý không nên kết hôn do không hợp tuổi nên rất dễ dẫn tới nhiều khó khăn cho cuộc sống vợ chồng sau này, đó là vào các năm 17, 21, 23, 29, 33, 35 và 41 tuổi. Tuổi Đại Kỵ. Năm Bính Tý tuổi này kỵ với các con giáp Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Mùi, Quý Mùi. Trong công việc làm ăn nên hạn chế hay suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra lời mời hợp tác với những người này. Cộng tác với các tuổi trên đây có thể khiến cho công việc làm ăn chung vướng phải khó khăn rắc rối, gây ảnh hưởng phần nào tới tiến độ công việc. Ngoài ra cũng không nên lựa chọn kết duyên với những người tuổi này do không hợp tuổi nên dễ dẫn tới nhiều khó khăn trong cuộc sống hôn nhân. Nếu có yêu thương một người nào tuổi này thì Bính Tý cần phải cố gắng hơn trong cuộc sống. Hai vợ chồng nên tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thì mới có được một tương lai tốt đẹp. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc sống có những năm mà Bính Tý sẽ gặp phải nhiều khó khăn trắc trở. Hơn những năm khác, cuộc sống có phần vất vả và phiền muộn, đó là vào các năm 24, 27, 33, 38, 45. Do vậy mà trong những năm này họ nên chú ý hơn tới những vấn đề quan trọng trong cuộc sống, cẩn thận hơn với mọi quyết định. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ vận trình cho mình. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát Bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho quý vị thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, chọn được ngày giờ xuất hành đẹp sẽ đem đến nhiều may mắn thú vị, cuộc sống thêm phần tài lộc, mọi công việc dự định đều thuận lợi, đem lại những kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi. Đó là thời điểm ngày chẵn, nhưng lựa giờ lẻ và tháng chẵn. Diễn biến từng năm. Từ năm 18 tuổi đến năm 24 tuổi, đây là khoảng thời gian tuy rất vất vả nhưng có nhiều ý nghĩa nhất đối với cuộc đời bạn. Trong năm 18 tuổi, tình duyên không được thuận lợi, gặp nhiều buồn phiền. Năm 19, 20 tuổi, có tài vận, rộng mở, cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui, thi cử tốt. Năm 21, 23 tuổi, có điều may mắn về tiền bạc, cuộc sống thoải mái. 24 tuổi, nhiều điều xảy đến, có cả chuyện vui lẫn chuyện buồn đan xen. Từ năm 25 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm này cuộc sống có nhiều vất vả và phải cố gắng hơn nữa trong công việc. 27 tuổi, sự nghiệp có bước phát triển đi lên rõ ràng. 28 tuổi, nhiều điều may mắn, trong năm kết hôn sẽ rất may mắn, cuộc sống vui đẹp. 29 và 30 tuổi, công danh sự nghiệp phát triển thuận lợi, có vận tiền tài. Năm 31 tuổi đến năm 33 tuổi, trong những năm này có nhiều điều bất ngờ xảy đến, cuộc sống trải qua một số khó khăn nhưng lại rất thành công trong công việc và sự nghiệp. Trong năm nay cần chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân. Cuộc sống vào năm 32 tuổi khá đẹp và có nhiều may mắn.
năm 34 tuổi đến năm 37 tuổi. Năm 34 tuổi cuộc sống có nhiều niềm vui, nhất là đối với công danh sự nghiệp. Năm 35 tuổi có lộc phú quý, gặp nhiều may mắn trong công việc. Năm 36 tuổi cẩn thận chú ý khi đi ra ngoài, năm này không nên xuất hành đi xa, làm ăn nên cẩn thận hơn và tránh hao tài. Năm 37 tuổi có niềm vui đến từ con cái. Năm 38 tuổi đến năm 41 tuổi, những năm này vướng phải một số vấn đề khá khó khăn trong cuộc sống gia đình và sự nghiệp. Trong năm có vướng phải chuyện thị phi, làm ảnh hưởng tới công danh và tiền tài. Năm 40 tuổi, cẩn thận hơn tới sức khỏe của bản thân, nên thường xuyên đi khám, chăm sóc, điều dưỡng thân thể và tránh mắc phải một số bệnh. Từ năm 42 tuổi đến năm 47 tuổi, những năm này cuộc sống có nhiều niềm vui, tươi đẹp, đặc biệt là chuyện gia đình. Cuộc sống hôn nhân có phần hạnh phúc và mỹ mãn. Trong năm công danh sự nghiệp cũng theo đà phát triển, cuộc sống ngày càng ấm no, đầy đủ, có vận may về tiền tài. Từ năm 48 tuổi đến năm 52 tuổi, trong những năm này có nhiều điều không vui xảy đến, trong năm cẩn thận hơn tới sức khỏe của bản thân. 48 đến 50 tuổi sự nghiệp không có bước phát triển gì quá lớn, gia đình có nhiều điều không thuận. 51, 52 tuổi, cuộc sống có chút khởi sắc, có niềm vui, tình cảm giữa các thành viên cũng có chiều hướng thay đổi tích cực. Thưa quý vị, tử vi là một trong những cách gần như giúp mọi người có thể tiên đoán cũng như là dự liệu trước được tương lai, sự nghiệp của mình. Có thể có những suy đoán dựa trên tử vi không thể nào chính xác tuyệt đối 100% với tất cả mọi người, nhưng mà tính tương đồng của chúng là rất lớn. Vì vậy, mong rằng quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và chúng ta sẽ có được sự chủ bị cho bản thân trong tương lai. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc và vạn sự như ý.